cùng muốn để nâng cao chất lượng cuộc sống thì thiệt ra thì nhà sư nghĩ là gặp nhau để chi, để trao đổi. Để từ đó tìm một cái giải pháp, tìm một cái cách, tìm một cái con đường để giúp chúng ta bớt đi cái khổ đau. Bài pháp hôm nay gửi đến cho các vị sẽ mang tên Ngọc trong đá. Tức là tôi biết được những cái thứ mà ai cũng muốn biết thuộc về thế giới khi chúng ta đã chết. Nghĩ rằng những cái gì của đạo Phật, của Đức Phật nói ra đó thì nó không rời xa thế gian. Khi mà mình đặt vào trong một hoàn cảnh mà sự phát ngôn không thể mang lại hạnh phúc cho ai, không thể thay đổi được cái gì, không được một cái lời lạc nào, thì lúc đó Đức Phật khuyên chúng ta là hãy nên yên lặng. Tức là mình sống tốt nhưng mà người xấu người ta ghét mình, quyền của người ta. Nhưng mà mình có biết được đạo Phật á, để mình đem cái tâm tốt mình xử sự lại với người xấu. Có rất là nhiều vong cũng nói với tôi những câu rằng bây giờ chết rồi mới biết, chứ nếu biết thế này hồi sống đã làm tốt hơn nhiều rồi. Và bà có tư tưởng giải thoát sẵn rồi, cho nên bà thấy chết là chuyện bình thường lắm. Trên cái nguyên lý làm thế nào để tạo nên cái sự cân bằng, sự quân bình cho mọi người rất là cần thiết. Mà cái tâm xấu của mình nó ngộ lắm. Các anh chị để ý cái này nguy hiểm. Mình đã xấu, đã trật, nhưng mà mình lại quán cái người làm trung. Mình muốn cái quyền lực phải có phước cái gì. Mình muốn sống lâu phải có phước. Mình muốn không bệnh phải có phước. Vì phước nó làm chủ hết. Thế rằng chị bảo với tôi là như này em ơi, chị thấy những người chết thiêu họ sướng lắm. Cho nên để trong vòng 48 cho đến 72 tiếng là đủ cái thời gian để cho cái năng lượng chuyển hóa thành linh hồn. Như Đức Phật đã từng nói, ta ra đời chỉ vì một nguyên nhân, một mục đích duy nhất đã đem lại an lạc cho chư thiên và loài người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể các anh chị em. Hôm nay chúng ta lại có nhân duyên để gặp lại nhau. Và cứ lúc nào mà được nói chuyện trong một cái bầu không khí thân mật và ấm cúng như thế này thì Hương Nhũ thấy rất là hạnh phúc. Hôm nay cũng vậy, ở ngay trong lớp đào tạo từ xa của Học viện Phật giáo Việt Nam, Hương Nhũ cũng kể chuyện là khi giảng ở một cái ngôi chùa đầu năm, là ngôi chùa Pháp Vân mà Hòa Thượng Phước Trí mời đến giảng vào cái ngày lễ đầu năm trong tháng Giêng đó, thì giữa người giảng và những người nghe rất cách xa nhau. Và mình có một cảm giác sự xa cách đó nó cũng làm cho mình có một cái suy nghĩ là không biết những người nghe có xa cách với mình không. Nhưng mà bởi vì với cái tấm lòng mà hình như tất cả mọi người đều hướng đến Phật Pháp, khát ngưỡng giáo pháp của Đức Như Lai, cho nên ngay trong những cái quảng trường lớn mà chưa có chánh điện đó, thì tất cả những người Phật tử, đến cả ngàn người, họ cũng tập trung trong một thời pháp thoại hình như không có tiếng nói chuyện. Như vậy là rõ ràng cuộc sống ai cũng rất gần Phật Pháp hết. Như thầy mới giới thiệu, Hương Nhũ cũng từng giảng thiền nói chuyện cho các cô hoa hậu, rồi giảng thiền hay là dạy cho các em khuyết tật, mù lòa, câm điếc. Cho đến câm điếc cũng có những cái thời pháp thoại với các em, mù lòa cũng có những thời pháp thoại với các em đó, để thấy rằng cuộc sống này ở đâu cũng cần phải có Phật Pháp. Bởi vì không phải chỉ riêng chúng ta, những người đã cảm nhận giá trị của Phật Pháp, mà những con người
đang sống ở trong nhiều cái hoàn cảnh và tiếp cận nhiều nỗi đau khổ khác nhau trong cuộc sống, cuối cùng cũng quay về với Phật Pháp, nghĩa là ánh sáng đó, cảm nhận được cái ánh sáng của chánh Pháp, bỗng dưng như là có một cái sức mạnh, như là một cái hơi ấm của niềm tin yêu, của hy vọng. Vì vậy, quý thầy, quý sư cô cứ tiếp tục cái công việc của mình, đi từ nơi này đến nơi khác và nói những câu chuyện đạo. Chỉ mong rằng những câu chuyện đó để lại trong tâm hồn của chúng ta, trong lòng của chúng ta những giây phút ấm áp, và cuối cùng nó cũng trở thành hành trang trong cuộc sống để mình vượt đi, vượt qua những nỗi khổ đau. Tại vì đúng như cái bài Pháp Tứ Đế đầu tiên mà khi Đức Phật thành đạo thuyết pháp tại ở vườn Nai, Ba La Nại, Varanasi, Ngài thuyết pháp cho năm anh em Kiều Trần Như, thì bài pháp đó là Tứ Đế, thì chân lý đầu tiên Ngài cũng khẳng định cuộc đời là sự khổ. Và nhiều người cũng chỉ vì câu nói cái chân lý đầu tiên đời là khổ đó, người ta cho rằng đạo Phật bi quan và yếm thế. Nói tới đạo Phật là cứ nói cuộc đời là khổ. Nhưng thật ra Đức Phật chỉ ra cái bản chất của cuộc sống này, nó vốn vô thường, nó vô ngã, nó không có gì là bền chắc lâu dài. Cho đến cái niềm vui, cho đến những mùa xuân, cho đến tất cả những gì chung quanh ta, nó đều vô thường hết. Nhưng bởi vì con người vốn lầm nhận tất cả là sự thật, cho nên rồi cũng sẽ phải trải qua sự khổ đau hết. Và như thầy có nói lại cái tâm nguyện của Hưng Nhũ hôm nay, nói chuyện với quý thầy, quý cô và các anh chị em, cái đề tài là xuân có còn chăng, có nghĩa là tạo lập được cái sự bình an trong nội tâm của mình. Lúc nào cũng có bình an, lúc nào cũng có hạnh phúc, thì đó là đạo Phật. Hưng Nhũ nhớ lại câu thơ của nhà thơ, của thiền sư Mãn Giác: mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Cái câu thơ của thiền sư Mãn Giác rất nhẹ nhàng như vậy, nhưng mà nó nói lên cả một cái bản chất của cuộc đời, hay là chân lý của cuộc đời này. Cho nên cái câu thơ đó trở thành câu thơ rất là nổi tiếng, mà rất là nhiều người biết đến, không chỉ được nghiên cứu ở trong các cái ngành văn học của học viện, mà đâu đâu khi nói đến những cái dòng thơ của các thiền sư, người ta không bao giờ quên cái dòng thơ của thiền sư Mãn Giác. Mà các anh chị em đây cũng hay nhận những cái thiệp Tết, bên cạnh những cành mai rực rỡ lại có cái câu mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Đừng có bảo là xuân tàn là hoa rụng hết rồi, là mùa xuân qua, là bắt đầu mùa hạ tới, rồi đông đến, hạ đến, thu đến, đông tàn. Tất cả cứ theo một cái định luật vĩnh hằng của thời gian chi phối như vậy thì chắc không có mùa xuân. Nhưng không, đêm qua sân trước một cành mai có nghĩa rằng chúng ta đừng nghĩ xuân tàn là tất cả không còn mùa xuân. Dù bây giờ là cuối tháng giêng rồi, và chúng ta cũng không còn nghe cái chữ Tết nữa, nó đã qua đi. Cái gì mà bắt đầu sắp sửa chuẩn bị chờ đón nó háo hức, nó mong đợi và nó hết sức là hạnh phúc. Rồi khi nó đến, hình như cái niềm vui đó nó giảm đi hơn là so lúc người ta chờ đợi. Và bây giờ hầu như bắt đầu trở lại một cuộc sống, chạy theo cuộc sống, tất tạ vì cuộc sống. Và cái gì gọi là Tết lại trở thành một kỷ niệm. Bây giờ mùa xuân cứ tạm coi như là, thường ta nói xuân 3 tháng mùa xuân, mà trong dân gian Việt Nam thì tháng giêng là tháng ăn chơi. Nhưng mà chúng ta thấy cái không khí Tết đó đã lặng lẽ đã qua đi rồi. Người ta phải bắt đầu một cuộc sống, phải làm sao đó lo tất cả những công việc hàng ngày để hoàn thành bổn phận trách nhiệm của người cha, người mẹ, của một người con. Và do vậy người ta nghĩ rằng mùa xuân đã qua đi rồi. Nhưng không, khi chọn cái đề tài này, Hương Nhũ muốn nói đến, vẫn nhớ cái hồi xưa mình còn nhỏ đi gia đình Phật tử đó, mình hát cái bài hát xuân đến xuân đi nhưng xuân lòng đẹp tươi hoài. Hồi đó hát một cách rất là hồn nhiên. Xuân đến xuân đi nhưng xuân lòng đẹp tươi hoài nghĩa là sao? Nghĩa là dù xuân đến rồi xuân qua đi rồi, mà nhất là cái tuổi thơ của mình đó, lúc nào cũng có nụ cười hết, cũng an lạc, cũng hạnh phúc,
hồn nhiên trong tình yêu thương của cha mẹ. Nhưng bây giờ tất cả chúng ta cùng quay lại cái tuổi học trò của mình đi, để nhớ rằng có phải là mình hoàn toàn an lạc trong cái tuổi thơ không? Cho đến những cái người được sống đầy đủ nhất trong tình yêu thương và sự vật chất của cha mẹ đem đến cho mình. Nếu mà là hỏi Hương Nhũ đó, thì trả lời thật thà, có thể là cũng không hẳn như vậy. Cứ mỗi lần đến những lúc thi cử hay những lúc phải học bài để ngày mai thầy kiểm tra, thì lại mong rằng mình sẽ đi qua rất nhanh những ngày tháng học này, rồi sẽ làm cô giáo như đằng ở trên kìa, sung sướng vô cùng. Chỉ kiểm tra bài của người khác thôi, và được các thợ học trò rất là kính trọng, rồi sợ hãi, vân vân. Và mình nghĩ rằng những cái thời gian làm bé đi học như vậy sẽ trôi qua thật nhanh. Cho nên nói là niềm an lạc của tuổi thơ là khi mình lớn lên mình nhìn lại, chứ hồi còn bé cũng chưa hiểu được đó là niềm an lạc. Hồi còn bé thì cũng chỉ mong cho hết năm học để đến nghỉ hè, để được đi chơi đây đó. Nghỉ hè chán rồi lại mong ngày khai trường để gặp bạn bè. Rồi vào năm học lại những áp lực thi cử vân vân. Nghĩa là bé đã chạy theo cuộc sống rồi, chứ cũng đâu có biết đó là niềm hạnh phúc. Nếu mà đó là niềm hạnh phúc thì tất cả học sinh, sinh viên thời trẻ là ai cũng học tốt hết, chứ không có các vấn đề. Vấn đề mà gây lên là các vấn đề mà gọi là xã hội, đất nước phải lưu ý luôn, là cũng từ các tệ nạn của sinh viên học sinh. Cho nên mình nhớ lại tuổi thơ, mình cũng chưa biết được hết niềm an lạc của tuổi thơ. Và khi lớn lên, được làm thầy giáo, cô giáo, được làm kỹ sư, bác sĩ vân vân, thì lại một trách nhiệm mới, một bổn phận mới đặt trước mắt. Và người ta cũng phải đối phó với nó. Dường như rằng cái niềm vui lúc nào cũng rất ngắn, và trách nhiệm, nỗi lo lúc nào cũng đặt nặng trĩu trên hai vai. Cho nên, xuân có còn chăng không chỉ hỏi là mùa xuân còn hay không, mà trong tâm chúng ta. Xuân đến xuân đi, nhưng xuân lòng chúng ta có còn hay không? Bởi vì mùa xuân là một cái gì đó tượng trưng cho sự tươi mát, hoa thơm cỏ lạ, những gì vui tươi nhất thì người ta chỉ đến mùa xuân. Cho nên xuân lòng là chỉ đến niềm hạnh phúc. Nhiều khi đang giữa mùa nắng hạ mà thấy con người vui tươi quá, người ta bảo đem làn gió xuân ở đâu đến vậy. Mặc dù là thời tiết rất nóng, nhưng mình đến với một cái tinh thần trạng thái hòa nhã, vui vẻ và một cái niềm hạnh phúc thật sự, người ta cho mình là làn gió xuân tươi mát. Mình nói những lời nói làm cho người khác cảm thấy hạnh phúc, an lạc, ta sẽ ca ngợi. Tiếng em là gió mùa xuân, một phen thổi nhẹ, muôn dân mát lòng. Nghĩa là cái gì mà liên hệ đến niềm hạnh phúc và an lạc thì ta chỉ cho mùa xuân. Nhưng mà chúng ta cũng không thể quên được một cái ca khúc của Giác An đã viết một nhạc phẩm. Hôm qua, hôm nay mùa xuân, sao lá rơi, rơi nhiều thế. À, các vị muốn nghe không ạ? Hát một đoạn. Đó là bài hát Dã Từ Huyễn Mộng mà Giác An đã viết. Giác An ngày xưa hay lên học viện đàn cho Tăng Ni Sinh, cái thời Hương Nhũ học là khóa 3. Và khi Giác An hát bài này và tập cho các thầy cô hát thì nhiều người cũng khóc lắm. Hồi đó Hương Nhũ hát tặng cho thầy Nguyễn Khuê, thầy nói đây là một bài hát thầy thật là bận lắm mà thầy phải dừng lại mọi công việc để nghe cái bài hát này. Giác An kể rằng một cuộc đời của mình viết nhạc nhiều lắm, rồi kể câu chuyện tại sao viết cái tác phẩm này vào một cái mùa xuân, mà thường là một tác phẩm, một nhạc sĩ làm việc nghiêm túc đó là họ mất nhiều thời gian lắm, họ mới viết xong một nhạc phẩm. Nhưng mà Giác An nói rằng hôm đó ngày 20 mấy Tết, đang đi trên đường về thì gặp một người bạn, bạn Giác An đạp xích lô, còn Giác An là một nhạc sĩ, thì người bạn mới đón Giác An lại và mượn Giác An một số tiền. Nếu như theo lời Giác An kể lúc đó là 200.000 đồng, cách đây khoảng mười mấy năm khi mà Hương Nhũ còn đang đi học. Thế rồi đến ngày mùng 3 Tết, giữa một cái không khí mùa xuân như vậy, nhìn những cánh hoa, Giác An đang thấy những cái hoa mai rất vàng rực rỡ trên cây, thì dưới gốc cây cũng có những cái hoa nó rụng xuống và những cái lá rụng ở dưới gốc. Tức là giữa mùa xuân nhưng hoa nở và cũng có những cánh hoa tàn. Và đang suy nghĩ như vậy thì nghe tin rằng bạn của Giác An đã từ trần. Người bạn mới mượn 200.000 cách đây vài ngày đã mất rồi. Giác An bàng hoàng và chưa bao giờ sáng tác một nhạc phẩm nhanh như vậy. Đó là bài hát Dã Từ Huyễn Mộng, để nói lên bản chất của cuộc sống quá sức vô thường. Tất cả những gì
Mùa xuân là hạnh phúc của niềm tin yêu, của hy vọng. Nhưng người bạn Sắc An đã ra đi. Và rõ ràng, trên những cành hoa mai đang rực rỡ như vậy, vẫn có hoa, những cái cánh hoa và những cái lá rơi rụng dưới thân. Và viết ngay cái nhạc phẩm đó. Thì giờ Nhung hát một đoạn thôi, là bởi vì cũng nói rồi đó, bị cảm từ hôm đi Hà Nội về đến nay. Các vị hoan hỷ cho ha. Hôm nay mùa xuân sao lá rơi, rơi nhiều thế. Hôm nay vì đâu bao cánh hoa lại tàn úa. Bình minh hoa tươi thắm khoe màu, chiều xuống đã sớm tàn sắc hương. Trần gian thì quá vô thường, tựa mưa rồi nắng thay mùa. Tiếc thay đời người như lá hoa rụng rơi. Hôm qua người thân còn thấy nhau, nay biệt ly. Hôm qua nụ cười tươi đến mai giọt lệ heo. Niềm vui sao không mãi lâu dài, sầu đắng mãi vẫn hoài khổ đau. Tìm hương của đóa sen lành để cho thạnh thoát tâm hồn. Cuộc đời như giấc mơ mà thôi. Là mới có nửa bài thôi ạ, rồi sẽ nói chuyện. Nếu lát nữa không mệt thì lại hát tiếp, vì bài hát nó chưa hết. Và đúng là cuộc đời như một giấc mơ. Nhưng mà bởi vì giống như một nhà thơ có viết một cái bài thơ rất ngắn: ta đến đây khác với mây là ở lại. Hết bài thơ. Ta đến đây khác với mây là ở lại. Có chừng đó thôi đó mà bao nhiêu cái nỗi đau khổ đã đến với ta trong cuộc đời này. Nhưng mà nếu cũng giống như mây đến rồi đi tự tại ung dung, thì chắc có lẽ mùa xuân luôn hiện hữu. Đó là Như Lai. Đến đi tự tại, mà không đến cũng tợ không đi, mà đi cũng như đến. Cho nên rất tự tại và an lạc. Còn chúng ta đi đến đâu thì dính mắc vào đó. Mà mình không dính mắc, người khác lại dính mắc. Giống như câu chuyện dòng sông, một dòng sông quá đẹp và nó rất tươi mát và trẻ trung. Nó đi qua các làng mạc, nó đi qua những cánh đồng, nó đi qua những ngọn cỏ, gốc cây. Và nói chung đó là một dòng sông rất đẹp. Nhưng mà dòng sông đó lúc nào cũng u buồn. Là bởi vì dòng sông đó, một ngày đó lại khi chưa kịp nhìn thấy hết vẻ đẹp quê hương chiếu xuống dòng sông, thì nó bắt đầu nhìn thấy những cái đám mây trong cái dòng nước của nó. Mây thì rất đẹp, màu trắng cũng có, màu vàng, màu xanh, màu hồng, màu tím, đủ các loại mây chiếu xuống cái dòng nước trong veo. Và bắt đầu dòng nước đó chạy đi tìm kiếm những bóng mây. Mây quá đẹp mà không thể nào diễn tả được. Nhưng mà rủi bắt hoài không bao giờ bắt được những đám mây. Nhất là ngày hôm nay mà không bắt được thì ngày hôm sau một đám mây màu khác lại đến với hình dạng khác, chứ không phải là đám mây của ngày hôm qua. Không bao giờ lặp lại hết. Cho nên lúc nào dòng sông cũng cảm thấy rất là u buồn. Sao mây không chung thủy, sao mây không đẹp. Mây đến rồi mây lại đi, và ngày hôm sau đám mây khác, hình dạng khác, màu sắc khác lại đến đây, lại chọc ghẹo dòng sông đó. Cho nên dòng sông lúc nào cũng cảm thấy, một dòng sông tươi mát và xinh đẹp như vậy, nhưng lúc nào cũng u buồn, bởi vì lúc nào cũng chạy theo những bóng mây. Quên rằng ta khác với mây là mây đến đây rồi mây ra đi, còn ta thì ở lại. Cho nên cứ phải buồn mãi. Thế rồi một ngày đó, dòng sông mới lạ lặng lẽ buồn phiền, trách móc đám mây, và đêm đó bắt đầu quay lại với chính mình.
khổ nhiều quá rồi mới quay lại với chính mình. Chúng ta cũng vậy, phải trải qua những thăng trầm cũng mới quay lại với chính mình. Dòng sông quay lại với chính mình và mới nghe tiếng khóc của mình, tiếng rầm rì của mình vỗ vào trong bờ. Và dòng sông, bởi vì đám mây đến bụi, một có những lúc bầu trời quang đãng thì dưới dòng sông không thấy mây đâu hết, là biến mất những đám mây rồi. Bắt đầu dòng sông quay lại với chính mình, nghe tiếng nói của chính mình, những tiếng rầm rì đập vào trong bờ cỏ, và nghe tiếng khóc của chính mình nữa. Rồi bỗng nhiên mới nhận ra, dòng sông đã nhận ra một điều là mây cũng từ trong dòng nước mình chứ đâu. Bóng của mây chiếu xuống dòng nước, tất cả những hình ảnh xinh đẹp, những cái gì của mây lưu lại trong nước, ở trong nước chứ không phải ở đâu xa, bởi vì chỉ là bóng của mây mà thôi. Tự nhiên dòng nước chỉ bừng tỉnh ra một sự thật, và dòng sông cảm thấy an lạc hơn một chút. Sáng hôm sau thì trời quang mây tặng, lần đầu tiên dòng sông nhìn thấy một bầu trời quá sức trong veo, đẹp đẽ, chiếu xuống dưới dòng nước của mình. Lâu nay chỉ thấy mây, không bao giờ thấy được bầu trời. Hôm nay lần đầu tiên cảm nhận mây cũng chỉ là một cái bóng thôi, không có thật. Và lúc đó tận mắt dòng sông nhìn kỹ mới thấy bầu trời rất quang đãng, xanh tươi, ngày nào cũng chiếu bóng xuống dòng sông, nhưng mình chỉ đi tìm theo những bóng mây không chung thủy. Và dòng sông mới cất tiếng hát. Cái tiếng hát là tiếng hát của hạnh phúc, rằng ta sẽ không còn chạy đuổi theo những cái bóng mờ ảo trên đời nữa. Bắt đầu dòng sông mới quay lại với chính mình. Và dòng sông lúc đó, khi bầu trời quang đãng, dòng sông thấy bầu trời rất đẹp. Và chiều đó những đám mây lại lục tục kéo đến, thì dòng sông mỉm cười chào những đám mây. Thấy mây nào cũng đẹp hết, mà không có lưu tâm đến mây xanh, mây đỏ nào nữa hết á. Tại vì những đám mây đó đến rồi sẽ đi. Và cả dòng sông cũng vậy thôi. Chưa ai tắm hai lần trên một dòng sông. Đó là câu nói của một triết gia phương Tây, Heraclit. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, bởi vì nước luôn trôi đi. Chỗ nào mà đọng lại là không phải sông rồi đó, là ao tù nước đọng rồi. Mà đã là dòng sông thì không bao giờ có dòng sông ở đó đến hai lần. Tức là tất cả vạn pháp trên đời này đều biến dịch. Và con người cũng thế thôi. Cùng với cái quy luật thành trụ hại diệt đó, con người cũng biến dịch không ngừng. Nhưng bởi vì chúng ta luôn cứ đuổi bắt theo những đám mây, đuổi bắt theo những cái mà chúng ta cho là của ta, cái chắc thật, lầm tưởng rằng chắc thật trên đời. Cho nên chính vì vậy, chúng ta phải rơi vào những cái lưới khổ đau mà không thoát ra được. Như vậy giờ chúng ta là những người đến để gọi là cái chương trình chúng ta là chương trình chất lượng cuộc sống. Nó cũng không phải dành cho Phật tử, hay dành cho sinh viên, học sinh, hay là dành cho doanh nhân, hay dành cho hoa học. Những ai muốn cho chất lượng mình được thay đổi, an lạc và hạnh phúc hơn, thì người tìm đến để người ta nghe những câu chuyện của cuộc đời. Và tất nhiên sau những cái buổi nói chuyện và chúng ta trao đổi những cái pháp thoại như vậy, chúng ta sẽ cảm thấy mình bình yên hơn, hạnh phúc hơn, để mà khẳng định rằng xuân đến xuân đi, nhưng xuân lòng đẹp tươi hoài. Nếu chúng ta không nhận thức được cái cuộc sống này là vô thường, thì chúng ta mãi mãi đau khổ vì cuộc sống này. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy, với những con người mà cứ gào thét, con ta, tài sản ta, đây là của ta, thì chắc chắn người đó là đau khổ nhất. Chúng ta đến với cuộc đời này, các vị, có những vị có vợ, có chồng, có con, đó là những nhân duyên các vị đã gặp, gỡ với nhau từ những kiếp trước, nay lại gặp nhau đi tiếp một đoạn đường. Có đoạn đường rất ngắn, có đoạn đường rất dài, đi suốt cuộc đời và còn hẹn gặp nhau ở kiếp sau. Thời Đức Phật còn tại thế, có một người cư sĩ đã nói rằng, bạch Đức Thế Tôn, đó là người vợ con vô cùng yêu quý và con muốn gặp lại ở kiếp sau. Ở đây có ai nguyện như vậy không ạ? Im lặng là bởi vì nếu có cũng không lẽ nói ra, phải không ạ? Thì Hương Dũng mới nhớ cái hồi đó đi Phật tích đó, trên xe có những cái vị cư sĩ cùng đi đó. Thì sư bà nói bây giờ hát đi. Thì có một cái chú đó tên chú Hiệp. Chú là chủ kinh doanh vàng bạc. Chú nói thôi để chú hát một bài mà chú không biết hát nhạc đạo.
Chú hát cái bài mà giờ Hương Nhũ còn nhớ, giống như cái lời của người cư sĩ mà xin với Đức Phật vậy đó, là con xin gặp người con yêu ở kiếp sau. Đó là: lên trời hai đứa hai nơi, cho nên con chỉ muốn làm người trần gian. Là cái bài hát mà chú đó chú hát như vậy. Vì vậy đó, cái chuyện mà phát nguyện về Tây Phương tịnh độ thì cũng có người nguyện mà có người không. Và chúng ta cũng đừng có ép buộc người ta phải về, đúng không nào? Nếu người ta thấy đời này quá đẹp và người ta không thể nào xa rời được người mình yêu thương. Và người cư sĩ đã bạch với Đức Thế Tôn: con không bao giờ muốn xa người vợ của con. Và tại sao? Chắc chắn là một tình yêu rất đẹp và một hạnh phúc kết thúc rất có hậu, cho nên anh chàng ấy muốn được tiếp tục gặp vợ mình trong kiếp sau. Thì Đức Phật mới nói là vẫn được. Còn gặp mình bắt đầu mình cảm nha, mình nói ôi vô thường thôi này kia à. Nhưng mà Đức Phật rất thực tế. Thì Phật nói không, nếu thật quả là con muốn gặp lại người bạn đời trong kiếp sau, thì cái nhân để con gặp lại đó là gieo tất cả những cái điều gì tốt đẹp trong một đời sống vợ chồng, hết sức tình nghĩa, hết sức chung thủy, hết sức tốt đẹp với vợ, với con và với gia đình bên vợ cũng như chính của con. Tức là luôn đem đến cho nhau những điều khả ái, con sẽ gặt hái những điều khả ái. Và nếu người vợ cũng đồng lòng với mình, chắc chắn kiếp sau sẽ gặp. Chứ ông muốn gặp mà bà nói thôi, say goodbye, đủ rồi, thì cũng chưa chắc, phải chưa nào? Đó. Đức Phật rất là thực tế, được, nếu muốn gặp, ta sẽ chỉ cho con cách để gặp lại. Đó là hãy sống thật thân mến, thật tốt đẹp đối với nhau. Điều đó chắc không phải chỉ trong đời sống vợ chồng, mà thầy trò, sư phụ với đệ tử, cha với con, tất cả. Có những mối quan hệ thầy và trò, người học trò cảm thấy suốt đời này cũng chưa học được của người thầy mình, cho nên tiếp tục muốn kiếp sau được gặp thầy. Thì phải phát nguyện, kiếp sau thầy mà có làm vua, con cũng làm hoàng tử, con theo thầy. Kiếp sau thầy làm sư phụ, con làm đệ tử tiếp. Mà tiếp xong nếu thầy làm ăn mày thì sao? Dạ con là con của ăn mày. Các vị cười, nhưng mà thật sự có những người đệ tử đã phát nguyện như vậy. Bởi vì họ nghĩ rằng họ chưa học hết những điều tuyệt diệu ở người thầy. Mình không dám thôi, chứ những người đệ tử trung kiên và họ biết vị thầy của họ là một cái vị Bồ Tát tại thế thì họ phải quyết tâm lập chí để đi theo. Còn mình á, đến với các vị thầy á, thì mình xin phước là chính, thấy chưa nào? À, chứ chẳng bao giờ dám phát nguyện gì hết. Mình xin phước để làm ăn khấm khá hơn, để năm mới tấn tài, tấn lộc, tấn bình an, để xin cái này xin cái kia để trong nhà cho nó yên tâm. Đó. Vì vậy mà trong cuộc sống của chúng ta, đôi khi chúng ta chỉ chạy theo những cái gọi là cái bên ngoài. Tại vì cái gì đi nữa thì Đức Phật đã là vô thường rồi mà. Nhưng luân hồi thì có, gặp đi rồi gặp lại. Gặp, chúng ta sẽ gặp nhau. Chẳng hạn như hôm nay chúng ta có buổi nói chuyện thân mật như thế này. Chắc chắn là trong những đời sống trước mình đã gặp nhau rồi. Không bao giờ mà tự nhiên có một cái buổi chiều mình gặp nhau như vậy. Không có đâu. Trong những đời sống trước, chúng ta đã từng là anh em, bạn bè hoặc thầy trò với nhau. Có những buổi nói chuyện chưa nói hết và hẹn sẽ nói nữa nha, nhưng mà rồi bất thình lình có một người ra đi, tức là chết đó, tại vì đâu có hẹn được. Và bất thình lình có những nhân duyên làm cho hai người hai nơi không gặp lại. Thế rồi nhân duyên của kiếp sống sau sẽ hội tụ lại đầy đủ để hôm nay mình gặp nhau, chứ không có cái gì mà tự nhiên hết, chắc chắn như vậy. Và luân hồi, nhân quả và luân hồi, nhân duyên, đó là những cái điều mà người Phật tử hay là những người con Phật như chúng ta có học hỏi để mà vượt lên số phận, để hiểu rằng tất cả cũng đều là do nhân, do duyên của chính mình tạo nên. Nhưng mà để được kiến tập một thế giới bình an trong tâm mình, mà cái niềm bình an hạnh phúc đó vĩnh hằng, thì mình phải nắm được những quy luật đó mà đừng có quên. Chúng ta thường chỉ nói được những điều đó khi chúng ta vui vẻ, hạnh phúc. Cỡ nào chúng ta cũng nói được hết. Thầy nói chúng ta nhắc lại còn hay hơn. Đó. Chẳng hạn như vấn đề đời là vô thường mà. Đó là bởi vì chúng ta thấy cái gì cũng thường hết. Chúng ta đang có tất cả mọi thứ trong tay. Chúng ta nói tiếng đời vô thường rất dễ. Nhưng khi đến khi chúng ta tiếp cận cảnh vô thường thật, chúng ta nói không nổi. Chúng ta biết là đời vô thường thật thầy ơi, nhưng mà cái chuyện này nó đối với con không thể nào như vậy được, con không chấp nhận. Là người ta không đủ sức để mà chấp nhận sự thật. Vì vậy, mùa xuân trong tim ta sẽ mất đi là bởi vì ta đang bám chấp, ta đang chấp vào một điều
cái điều đó mà ta cho rằng nó phải là của ta mà không thể rời xa ta. Thì bây giờ giống như câu chuyện mà một người cư sĩ hỏi Đức Phật: con muốn kiếp sau lại gặp lại người bạn của con có được không? Đức Phật nói được, nhưng Ngài không khẳng định là con gặp bao lâu, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 1 cuộc đời hay chỉ mấy tháng. Chỉ khẳng định là có gặp thôi. Còn dài hay ngắn là do nhân duyên giữa hai người với nhau. Điều đó đừng có nói Đức Phật phải đưa tay vào để can thiệp. Đó. Cho nên chúng ta nên phải xác quyết những vấn đề là chuyện gì đi chăng nữa cũng là do chính bản thân mình, tự thân mình mà thôi. Có người nói rằng: thư sư, đầu năm cũng xin xăm bói quẻ cho vui rồi xem tử vi này nọ. Đó. Và có những cái đúng lắm. Và có những cái mà thuộc về xấu thì coi như khỏi tin. Mà nếu tốt thì rất đúng. Cái tâm lý người ta run chạy trốn sự thật. Mà chính bản thân Hương Nhũ có một lần đi qua bên Đài Loan. Thì các sư dắt mình đi mới bảo vào cái chùa này là xăm quẻ gì đúng lắm. Thì thật sự bản thân mình không có quan niệm. Nhưng mà thấy ai cũng bốc xâm thì mình cũng bốc xâm coi. Thì rút ra là một cái quẻ xâm đại khái là buồn rầu gì đó. Thì mình nói: ôi, ba cái xâm này chả tin. Đó. Nhưng mà không dám liền, sợ, cũng để đó. Nhưng mà rồi mình nghĩ rằng cái xâm đó nói lên là cây cối nó phải qua mùa đông, nó mới có mùa xuân. Tức là không phải là cái quẻ kiết tường mà phải trải qua những sự khó khăn gian khổ nó mới đến cái sự viên mãn như ý. Nếu mà lý giải quẻ xâm đó thì tự mình có thể lý giải được. Tại sao mình lại trốn chạy điều đó? Con người ta chỉ muốn hưởng mà không muốn trải qua, không muốn chịu sự khó khăn mà muốn mọi thứ phải thuận ý mình. Cho nên kể ra quẻ xâm có thể đúng với tất cả mọi người chứ đâu có phải riêng mình. Cho nên cứ cất quẻ xâm đó làm kỷ niệm, để thấy rằng cuộc đời này nếu lúc nào cũng đòi sự như ý, đó là một nguyên nhân gây cho sự khổ. Mà trong các nguyên nhân khổ, 1 trong 8 cái khổ trên thế gian là cầu bất đắc khổ đó. Là cầu không như ý là chúng ta đau khổ. Thì chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng cầu là được, mà đủ duyên đủ phước thì chuyện đó sẽ đến với mình. Chứ đừng nói cầu sẽ được. Có câu chuyện là vua Lê Thái Tổ khi lên ngôi vua rồi, đi cùng với người đầu đệ của mình là tướng Trần Nguyên Hãn về quê hương. Thì trên đường về quê đó, một người nông dân đã đón Trần Nguyên Hãn lại và nói: thưa ngài, chúa ông, tức là Lê Thái Tổ đó, là cùng tuổi, cùng năm, cùng tháng, cùng giờ sanh với tôi và sanh trên một quê hương. Mà bây giờ ngài làm vua, còn tôi chỉ là một người nông dân nuôi tầm, cái gì nuôi ong chứ. Thế thì tại sao cũng cùng giờ, cùng tháng, cùng năm, mà vua Lê Thái Tổ cũng cùng giờ, cùng tháng, cùng năm, cùng ngày với tôi, mà tại sao ông làm vua, còn tôi bây giờ là nuôi ong? Thì Trần Nguyên Hãn mới nói: ông nuôi mấy tổ ong? Trần Nguyên Hãn hỏi chơi vậy thôi. Ông trả lời: tôi có tất cả 9 tổ ong rất lớn, và đó là cái nguồn sống của tôi. Trần Nguyên Hãn nói: như vậy không khác đâu. Chúa của tôi, tức là vua Lê Thái Tổ, làm vua coi 9 châu. Có 9 cái châu là 9 quận huyện đó. Mà ông thì là coi 9 cái tổ ong, mà mỗi một tổ cũng có vua, có quan, có thần dân trong đó, đâu có khác. Chỉ có điều là ông coi ong, còn chúa tôi thì coi người. Như vậy thì nếu mà đem ra chuyện tử vi thì cũng làm chúa đấy chứ. Mà chúa 9 cái thùng ong, và bên này là coi 9 cái châu. Đó. Thì như vậy cái điều khác nhau là do ai à? Do đâu? Do phúc, phúc đức của mỗi con người. Cái người phước làm vua là đã gieo tạo một cái nhân, là người ta có trải mình cho dân, cho nước, người ta mới làm vua. Chứ mình đừng có nghĩ là tự nhiên mà làm vua. Con người ta sẽ khác nhau ở chỗ là cái phước đó. Chứ anh em sanh đôi đó, giống hệt nhau đó, rồi cuộc đời của mỗi người một kiếp sống. Thậm chí là chúng ta coi trên những cái mạng internet, có những cái rất là kỳ quặc, là hai anh em sanh ra dính vào nhau, hai cái lưng dính vào nhau như vậy không rời ra. Tại vì có chung một cái bộ phận nội tạng, chỉ có mỗi một bên một cái mặt và hai cái tay, tức là 4 tay thôi. Chứ còn cái phần nội tạng là y chang nhau. Vậy mà hai bên đều có gia đình, tức là hai cái cơ thể ghép vô thì hai cái cơ thể đó lấy hai người vợ. Mình suy nghĩ cũng hay. Và tất nhiên là hai người vợ khác nhau và cuộc sống hai người cũng khác nhau. Chứ đâu phải dính vào nhau mà hai người cùng như nhau. Thế mới là cái chuyện
thật đó là chúng ta nhìn những điều đó để thấy rằng đâu phải rằng cứ cái tử vi đó để khẳng định cuộc sống của mình mai sau như thế nào. Mà bây giờ có những trường hợp là nhất định không sanh con mà phải mổ ra để đúng cái giờ đó, ngày đó, để mai mốt nó làm vua đấy, rất nguy hiểm. Bây giờ là cái do khoa học kỹ thuật phát triển mà ngành y là bây giờ hầu hết là toàn là sanh bằng mổ hết. Và ngày xưa thời cha mẹ mình đâu có chuyện đó, bây giờ lại rất phổ cập chuyện đó. Có những người họ cũng không muốn sanh để mổ ra cho dễ dàng. Và rất nhiều người canh giờ, ngày, tháng để cho con ra, để nữa sau đứa con được làm ông, làm bà gì đó. Và điều đó hoàn toàn là đi ngược lại với những gì gọi là chánh pháp. Chúng ta phải biết chắc một điều, niềm hạnh phúc, an ổn trong mỗi một con người đều do tự thân của những con người đó tạo lập ra. Giống như câu chuyện Hương Nhũ vừa nói giữa vua Lê Thái Tổ và một người nông dân. Nếu như không có vấn đề phước thì cái phước đó đâu cũng do chính mình mà thôi. Giống như lần Hương Nhũ giảng cho Hoa học các dân tộc thì kể cho các em nó nghe cái câu chuyện là thời Đức Phật còn tại thế. Hỏi Đức Phật là cái nhân gì mà làm cho người ta xinh đẹp? Thì người ta hay nói là dân hoa cúng Phật. Cho nên các cô thích dân hoa lắm để đẹp đúng không? Nhưng mà Đức Phật lại trả lời là để xinh đẹp. Cái nhân mà để cho con người xinh đẹp đó là con người đó nhẫn nhục. Nhẫn nhục và chịu đựng để làm được những điều tốt đẹp cho người. Đức Phật nói như vậy. Thế con người mà thực tập được cái tánh nhẫn nhục nhu hòa thì cái quả phước báo đem lại là đó là một người xinh đẹp. Còn cái dâng hoa, cúng dường này kia là góp phần thêm vào để cho càng đẹp hơn. Bởi vì mình dâng cúng là tâm lòng thành kính và thanh tịnh. Và cái nhân của sự thanh tịnh đó cũng đem lại cái kết quả cho sự xinh đẹp. Nhân nào thì nó đem lại quả đó. Nhưng mà cái cuộc sống này để được sự nhẫn nhịn và nhu hòa thì không đơn giản. Bởi vì cái chữ nhẫn nó lúc nào cũng treo rất lớn trong một số ngôi chùa. Và trong một số gia đình để chữ nhẫn là có khi nhẫn để yêu thương, có khi nhẫn để tránh tàn sát nhau gì đó. Nhưng mà khó thực hành. Tại vì đó là cái ngã của mình. Và chính cái ngã làm cho mình đau khổ. Không phải vô lý mà nhà Phật nói vô ngã là niết bàn. Vì chúng ta buông xả bớt ra chúng ta có niết bàn. Nhưng mà mình không buông nổi. Bởi vì cái gì cũng được mà đụng vô cái ngã thì không được. Giống như ngày xưa Hương Nhũ còn nhỏ. Đi tu hồi còn nhỏ lúc nào cũng vui vẻ và cười. Sư bà nói, Hương Nhũ mai mốt mà lớn lên rồi nha. Rồi con đi đâu đó thì người ta gặp con người ta cũng sẽ thích đi tu hết á. Tại vì con đi tu mà con vui vẻ quá. Người ta sẽ cảm thấy một đời sống xuất gia thật là an lạc. Ta sư bà khen đó, tại lúc nào cũng vui vẻ mà không có biết giận hờn. Nhưng mà khi lớn lên một chút rồi đó thì lại hay giận hơn. Là vì lúc nào cũng thích nghe tiếng khen. Đó, ai nói, trời ơi Hương Nhũ làm cái đó hay quá. Hương Nhũ đi thọ giới thuộc bài giỏi quá. Rồi Hương Nhũ nói cái chuyện đó rất rõ ràng. Ai khen cái gì thì rất thích. Nhưng mà chỉ cần có một lời chê là để trong tim mấy ngày. Tại không quen nghe những lời chê. Hay nói lời sự thật là không chịu. Cho nên bắt đầu buồn. Và do cái sự bực bội nó bắt đầu sanh ra gắt gỏng. Gắt gỏng với người chê bai mình. Sư bà mới nói, lúc này thấy Hương Nhũ hay sân lắm nha. À, dạ đâu có, con đâu có sân. Thế là không chịu luôn. À, không, dạ thấy con, sư bà thấy con lúc này sân hơn xưa nhiều lắm. Nói dạ không, con bây giờ thưa sư bà, tham là không có rồi nè. Con không tham gì hết nha, đi tu rồi. Con cũng không có biết si mê cái gì hết. Có một chút sân đó thôi thưa sư bà. Tức là mình phải khen mới được, con chút sân là một tí lỗi lầm thôi. Sư bà mới nói, ta thường nói tam độc tham sân si, nghĩa là có cái này tức khắc có cái kia. Làm sao mà có cái chuyện là con người chỉ có chút sân mà tham với si không còn. Chúng ta có sân là trong tâm chúng ta có đủ tham và si. Con người sân hợp càng nhiều là lòng tham càng lớn và si mê càng lớn. Con người si mê càng nhiều là con người đó sân hợp càng nhiều và tham lam càng nhiều. Nó tỷ lệ thuận, nó đi với nhau. Chứ không bao giờ có thể nói rằng con là chỉ có chút tham, à chút sân thôi. Tức là hay nóng giận chút thì cũng không có gì. Tại vì rất nhiều người người ta nói rằng cái người đó khẩu xà tâm Phật. Nghe khẩu xà tâm Phật cũng quá tốt đúng không? Miệng dữ chứ tâm tốt dữ lắm. À, nhưng mà
Sư bà nói sao con khẩu xà tâm Phật mà con không để cho khẩu Phật luôn đi, để tâm Phật mà phải khẩu xà. Tại vì là mình mà nói được những cái lời xấu ác đó, thì tâm mình, tâm làm chủ các pháp mà, tâm mình cũng chiêu cảm, hướng dẫn cho mình nói để làm đau lòng người ta. Phải là trả thù được dù bằng một câu nói. Có nhiều người đó chỉ bằng cặp mắt liếc thôi mà người ta về đau ngực, không ngủ được. Liếc quá sức là thâm hiểm. Đó. Và thiệt sự là có một điều phải nói thật là Hương Vũ từ hồi đi tu không có biết liếc. Không có biết liếc cái gì, nhưng mà biết la. Cái gì không hài lòng thì la lên, chứ liếc hay này kia nọ thì không biết. Và thật sự cái con người mình hay liếc đó cũng thể hiện một cái trạng thái tâm tối trong tâm mình. Tức là mình sẽ ghim cái chuyện đó mình mới liếc. Còn nếu không thì cứ nhìn thẳng. Đó, hãy nhìn thẳng vào nhau và cái gì cần để nói với nhau. Thì tất cả những điều đó mình tưởng nhỏ, nhưng mà nó là những cái nhân để làm cho cuộc sống mình được bình an đó. Mình không có quân bình, mình thích bình an nhưng nội tâm mình không có quân bình. Các vị một ngày đều tắm rửa thân, cứ coi như là một lần đi, trừ những người ít tắm thì không biết. Nhưng mà mỗi người tắm một lần, nhưng mà cái tâm mình có tắm rửa cho nó không? Không, không để ý đến điều đó. Mình chỉ quan tâm tới cái thân thôi. Làm sao mà huấn luyện cái tâm giống như một cái công tắc, bật một cái là làm việc, mà khi không muốn mình tắt là nó yên lặng. Đó là một trạng thái của một con người hết sức quân bình. Tắt là tâm mình yên lặng. Nhưng mà không có, con người ta luôn luôn chạy theo các cái nỗi niềm, những cái nỗi sự ham muốn, sự thất vọng, lo âu và sợ hãi. Đó là cho yếu tố làm cho tâm mất quân bình. Đó là những yếu tố làm cho con người không thể có hạnh phúc. Tại người ta nói rất là nhiều vấn đề, nhưng chung quy có hai vấn đề chính để cho con người không có hạnh phúc. Một, đó là sự lo lắng. Hai, là sợ hãi. Cái lo lắng là vì tham muốn mà sanh. Sợ hãi cũng do tham muốn mà sanh khởi. Cho nên con người ta mất quân bình cũng bởi vì để cho tâm chạy theo những cái nỗi lo lắng, những sợ hãi, những tham muốn đó mà không có quân bình. Có khi nào chúng ta tập hãy bỏ ra tất cả, buông xả ra tất cả, trong một ngày bây giờ không nghĩ gì đến những cái thói quen hàng ngày trong cuộc sống là chạy theo các nỗi lo toan. Có một lần, có một vị nữ đến gặp Hương Nhũ nói thưa sư, con luôn luôn bị stress và căng thẳng. Giờ sư cách nào dạy cho con? Nó bây giờ nói tiếng ngồi thiền rồi đồ thì cố nói là cố không quen. Giờ nói cái nào dễ nhất đi chứ giờ đừng nói chuyện gì hết á. Đó, thì nói thôi bây giờ cô nằm xuống nha. Nằm xuống, rồi sau đó là giả vờ như là mình chết rồi. Là chết thì đương nhiên là không còn nghĩ ngợi gì hết. Cái cô vùng vậy, không không không, con sợ chết lắm, không không, sư đừng bắt con làm như vậy. Như là rất là, bởi vì người như vậy hay stress hay căng thẳng phải rồi, mới giả bộ là bây giờ chết rồi. Thì giờ mình thử giả bộ coi, chết thì tâm không nghĩ gì hết, tay chân không động đậy gì hết, chỉ có làm bộ thở thôi, đúng không? Còn ngưng thở luôn thì cũng hơi mệt, cho nên làm bộ thở nhẹ nhẹ. Mà mới có nằm xuống nha, thì cô nằm giả bộ là không nghĩ gì hết nha. Cô nói không, con nghĩ đủ thứ hết. Nó bị giả vờ là chết rồi đó, thì nghĩ gì? Cô không chịu, phản ứng liền. Con không chịu đâu, con không chịu chết đâu, con sợ lắm. Đó, thì nhờ như vậy rất là chấp chặt. Và những cái thuộc về là quy luật của cuộc sống, là con người rồi phải trải qua những cái nỗi lo âu, những cái già, cái bệnh, cái chết, nhưng không chấp nhận. Khó như vậy đó. Cho nên những bài pháp gọi là xả ly là hạnh phúc thì làm sao dạy cho những người đó? Phải xả ly là hạnh phúc, không dạy được rồi, bảo đảm. Ta không chịu xả ly, người ta phải ôm, chấp, chặt, nắm lấy. Cho nên làm sao gọi là xả ly? Và chúng ta, một trong những nguyên tắc để chúng ta được cân bằng là chúng ta phải xả ly. Chúng ta phải xả ly thật nhiều những cái nỗi lo toan, lo lắng và sợ hãi. Tại sao trong tất cả những cái hạnh của Quán Thế Âm, chúng ta thường hay ca ngợi hạnh ban cái pháp vô úy? Ngoài là cứu khổ cứu nạn ra, Ngài Quán Thế Âm còn ban sự vô úy. Tại vì cuộc sống chúng ta không được hạnh phúc cũng là một phần do sự sợ hãi, mà chúng ta lại hay làm cho nhau sợ hãi. Cái chuyện nó rất nhỏ thì rất thích xé ra rất to, và càng ly kỳ bao nhiêu thì mình cảm thấy thích chi bấy nhiêu. Mặc cho đối phương rất là run rẩy sợ hãi, và mặt biến từ màu hồng sang trắng sang xanh lè luôn. Đó, thì rất là thích chí đối với những con người có một cái sự tinh nghịch như vậy. Nhưng đó là một trong những cái nhân mà đem lại kết quả bản thân mình hay gặp điều lo âu và sợ hãi. Thế mình gieo nhân gì sẽ gặt quả đó.
Có những người bây giờ trong đời sống lúc nào cũng lo âu. Ở nhà con luôn lo âu rằng không biết phải ánh đi làm hay không, để nói với sư như vậy. Tức là lo âu. Nhưng mà nếu con người mình chưa từng làm cho người khác lo âu và sợ hãi, mình sẽ không bao giờ trải qua trạng thái đó. Cho nên nếu lo âu sợ hãi, đừng nói là con lo ngại về ánh có đi đâu không, có đi làm không. Mà thật sự là chính mình đã từng làm những cái nhân dối trá đó trong những kiếp sống trước. Cho nên bây giờ mình bắt đầu có một cái quả báo là mình cũng trải qua cái tâm trạng lo âu và sợ hãi khi nghĩ đến người thân yêu của mình. Tất cả đều do nhân của mình gây tạo. Vì vậy, mình phải để tạo lập sự bình an bằng cách quân bình cho đời sống của mình. Không nên chấp rằng cái đó là của ta. Không nên chấp rằng nó sẽ phải còn mãi. Mà hình như các vị đến đây để nghe pháp thoại nâng cao chất lượng cuộc sống thì Hương Nhũ thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Và như vậy các vị đã nghe Phật Pháp nhiều. Mà hình như ai cũng thuộc lòng cái chân lý vạn pháp là vô thường. Để kể các vị nghe một câu chuyện là có một vị vua có một vị cận thần rất giỏi. Vị vua đó có một vị cận thần rất giỏi và khi ra một việc gì đó thì người cận thần đều làm rất là tốt. Cho nên vị vua đó quyết định là sẽ là hôm nay sẽ đến lúc làm cho vị cận thần đó sẽ phải không được hăng, nghĩa là phải thưa thầy con không, muôn tâu bệ hạ là hạ thần không làm được việc này. Ông muốn phải để cho người đệ tử nếm mùi thất bại một lần. Nhưng người cận thần đó lại hết sức thông minh. Ngày đó mới gọi người cận thần lại, nói trước mặt tất cả các bá quan văn võ là hôm nay ta giao cho Khanh một việc, không biết Khanh có làm được không. Thì cái vị cận thần đó rất là khiêm tốn, muôn tâu bệ hạ, hạ thần luôn hết sức trung thành và làm tất cả những gì có thể được để vừa lòng bệ hạ. Tức là ông là một người rất là trung thành. Đúng, nếu quả là như vậy, hãy tìm cho ta một cái chiếc vòng đặc biệt. Mà khi ta nhìn lên chiếc vòng đó thì người hạnh phúc phải khổ đau, phải buồn thôi, đang hạnh phúc phải buồn. Mà người đang buồn nhất thì cũng phải mỉm cười. Đi tìm cho ta chiếc vòng đó. Thì ông cận thần chưa đi, nhưng mà ông vua rất thích là tin chắc cận thần sẽ thất bại. Cho nên đi mấy tháng trời thì cuối cùng cái người cận thần đó trở về. Ông ta đi hết chỗ này chỗ kia, từ những cái nơi bán những cái vòng nữ trang quý nhất cho đến những cái nơi rất là nghèo trong những làng mạc xa xôi. Cuối cùng tới một cái làng đó, gặp một cái bà bán quán ở bên đường dưới đất thôi. Bà có biết ở đâu bán một cái vòng mà cái người đang vui, đang cười toe toét và nhìn vào lại phải ngậm lại, bớt cười lớn một chút. Mà người đang buồn mà nhìn vào cái vòng đó lại cảm thấy an vui. Bà đã có, tôi có, thưa ngài. Họ móc trong cái giỏ ra một cái vòng cũ kỹ, chứ không phải là bằng ngọc ngà kim cương gì hết. Và nhìn cái dòng chữ trên chiếc vòng, vị cận thần rất vui vẻ và đi về. Dâng lên cho vua là con đã trở về và tìm được cái điều mà nhà vua yêu cầu. Thì tất cả các vua quan đều phá lên cười hết, tại vì nghĩ rằng làm sao mà tìm được. Nhưng mà các vị biết rằng khi cầm chiếc vòng đó, chắc chắn nó không phải là cái chất liệu của vòng, mà cái dòng chữ trên chiếc vòng đó. Đó là gì? Điều gì trước mắt rồi cũng sẽ qua đi. Cái vòng, trên cái vòng ghi chữ đó. Ông vua đang cầm cái vòng cười toe toét là bởi vì ông thích chí rằng người cận thần sẽ phải thất bại. Thì ông nhìn điều trước mắt rồi sẽ qua đi, thì ông tắt nụ cười. Tại vì chính bản thân ông nè, cái niềm vui cũng không có hoài. Ông có làm vua, có giàu sang, có đứng trên đỉnh cao của quyền lực, rồi cũng đến ngày đó ông cũng phải chết, cũng để lại cát bụi mà thôi. Rồi tần lượt cái vòng đó truyền hết các vị quan, ông nào đang cười ngó đến cũng hết cười. Còn cái vị đang buồn nhìn nó, điều gì rồi cũng qua đi, cái mỉm cười. Đó. Có hay không ạ? Hay. Như vậy đó là một pháp trong cuộc sống, là vạn pháp là vô thường. Không phải cái vô thường nào nó cũng xấu. Có những cái vô thường là hôm qua người thân còn thấy nhau, nay biệt ly, thiệt cái đó buồn thật. Người rất thân mến mà bây giờ bỗng nghe tin đã mất rồi. Dù cho là có tu cỡ nào đi nữa cũng không thể tránh khỏi những giọt nước mắt và lòng thương tiếc. Chứ phải tự tại là cũng nhe răng cười, giống như nó ừ chết thì thay cái áo đồng là vậy. Nhưng mà thật sự không ngăn được giọt nước mắt tiếc thương. Là người đó không còn với mình, còn cái người đó đã đi rồi. Nhưng mình cái người đang sống tiếc rằng người đó không còn bên mình nữa.
thì có những cái vô thường làm cho con người ta đau khổ, cũng như là có những người đang giàu có thì bị hoại khổ, thì bỗng nhiên mất tất cả. Chẳng hỏa hoạn, chiến tranh, mất tất cả. Khổ khổ là đã nghèo rồi còn mù, còn câm, còn điếc. Đã khổ là còn khổ nhiều hơn. Đã tàn tật còn nghèo, cho nên khổ khổ, khổ chồng lên cái khổ. Mà hoại khổ là sao? Chúng ta đang có mà do thiên tai, do những tai nạn bất ngờ cướp đi tài sản của mình là hoại khổ. Còn hành khổ là gì? Hành khổ là không bao giờ tránh được. Sanh, lão, bệnh, tử, ai rồi cũng phải già, bệnh và chết. Cho dù vua, cho dù là làm những chức gì cao nhất đi chăng nữa rồi cũng sẽ chết. Đó là hành khổ. Như vậy khổ khổ, hoại khổ, hành khổ đó đều là cái khổ trên thế gian này. Cho nên có những cái vô thường là đưa đến hoại khổ, người ta rất đau khổ, đang có, mất hết. Nhưng có những cái vô thường làm cho người ta lấy lại niềm tin yêu. Vì vậy nếu trong cuộc sống chúng ta bị thất bại, trong kinh doanh chúng ta bị lỗ lã, cũng không ai lỗ lã mãi, trừ khi hết phước. Không ai nghèo ba họ, chẳng ai khó ba đời, là câu dân gian Việt Nam. Chẳng bao giờ ai nghèo mãi, mà chẳng ai giàu mãi. Cho nên con người ta đứng trước một cái thành công không quá vui mừng, đứng trước thất bại không quá bi thương. Đó là con đường trung đạo Đức Phật dạy cho chúng ta. Con người ta khi mà thắng lợi là cười miết, cười là mấy đêm không ngủ được. Cho nên đến khi mà cái thất bại đến thì là khóc mấy tháng, chưa cầm được giọt nước mắt. Nó đã bù lại cho cái lúc vui. Bởi cái gì quá độ nó gây sự mất thăng bằng trong tâm chúng ta. Mà hôm nay nói chuyện, xuân có còn chăng, có nghĩa là tâm chúng ta có quân bình không? Có bình an không? Mà đã là muốn bình an phải quân bình. Mà quân bình thì khi vui các vị đừng có cười quá nhiều. Mà khi buồn các vị đừng có quá bi quan. Những chuyện thất vọng đến thì sao? Chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật, đừng tránh né. Mình nhìn thẳng vào nó, mình sẽ rút được những bài học kinh nghiệm, giá trị trong đời mình. Và nếu là mình là một người hiểu Phật Pháp rồi thì mình sẽ quán nhân duyên. Mình phải nghĩ đến đời trước, đời này, đời sau, để biết tại sao hôm nay mình lãnh chịu những quả báo này. Phải quán. Tại sao? Người hiền, người học rộng hiểu nhiều, thì cái sức mạnh của họ là sức thẩm quán. Biết cái đúng cái sai, biết cái chuyện mình đang thọ nhận đi là do nhân duyên phước báo gì. Đó là sức mạnh của người hiền trí. Nếu các vị bình tĩnh trước các vấn đề được thua còn mất, các vị là người hiền trí. Các vị luôn luôn sẵn sàng mất bình tĩnh và đau khổ, chúng ta chỉ là người vô minh. Tại vì Đức Phật từng nói lên 8 sức mạnh của con người ở trên đời. Thứ nhất, sức mạnh của trẻ thơ đó là tiếng khóc. Khi nó khóc lên là bà mẹ phải là dù có ngủ cách mấy cũng phải dậy bế nó lên. Sức mạnh của người đàn bà, sự phẫn nộ, người đàn bà mà giận lên thì chắc có nhiều vấn đề lắm, cho Đức Phật mới nói vậy. Sức mạnh của một kẻ trộm là gì? Là vũ khí. Nó hèn hạ, nó lại nghèo, nó phải có một con dao thủ trong người, đều cần là đâm và tẩu thoát. Và sức mạnh của một cái kẻ có quyền của vua chúa là quyền uy, dùng quyền thôi. Và sức mạnh của kẻ ngu là áp đảo người khác. Cho nên người mà luôn luôn muốn người ta thuần phục mình bằng cách áp đảo thì ai ngờ Đức Phật nói đó là kẻ ngu. Còn sức mạnh của bậc hiền trí là cảm hóa được người. Và sức mạnh của người học rộng nghe nhiều là khả năng thẩm sát. Và sức mạnh của sa môn là nhẫn nhục. Và chúng ta cứ những vị đang ngồi đây, Hương Nhũ tin chắc là hầu hết là học rộng nghe nhiều. Mà nếu chúng ta không có khả năng thẩm sát, chúng ta không có sức mạnh. Nghĩa là chúng đều để cho chạy theo một cái dòng sống là được thì vui mà mất thì buồn, là không có bao giờ có khả năng thẩm sát nhìn lại chính mình. Vì vậy cái học rộng nghe nhiều của mình nó cũng chỉ là một cái gì ở bên ngoài thôi. Tại sức mạnh của những người đó là phải thẩm sát được. Vì vậy chúng ta muốn thiết lập được sự bình an trong đời sống, tất nhiên chúng ta phải nghe giáo pháp. Ta chấp vào cái biết của mình, chúng ta sẽ hạn hữu trong cái biết của mình. Chúng ta sẽ rơi vào những cái lối bế tắc, vì mình không phải là người trí tuệ, không phải là đấng giác ngộ. Vì vậy đừng chấp vào cái biết của mình, phải liên tục luôn được sự học hỏi. Và khi mình học hỏi rồi đó, thì cái người trí là phải thấy cái điều mình học hỏi đó lợi mình, lợi người thì thực hành. Vì đạo Phật không hề khuyến khích người ta đến để tin.
chưa có một vị Phật nào hãy đến đây để tin ta, không. Mà các vị Phật luôn nói, hãy đến để thấy. Phải nhìn nhận, quan sát, suy nghĩ, nếu điều đó ích lợi cho người, cho mình, hãy thực hành. Nếu không ích lợi, hãy bỏ đi. Đừng tin một điều gì về truyền thống, vì tiếng đồn, vì lời khen, vì đó là từ một vị thầy của mình nói ra. Tức Đức Phật khuyến khích khả năng thẩm sát của các vị. Cho nên chúng ta có thể nghe ở trong những tôn giáo khác, chúng ta vẫn nghe. Nếu điều đó lợi mình, lợi người, chúng ta vẫn phải thực hành. Bởi vì tôn giáo cũng là những cái quy ước giữa con người với nhau, chứ cũng không có gì hết. Vấn đề là ai là người giác ngộ kia, chứ không phải là các cái hạn chế của giáo điều. Nếu ở đâu chúng ta có nhân duyên để nghe, chúng ta cứ nghe. Và chúng ta thấy nghiễm là điều đó lợi mình, lợi người, theo cái nhìn của bậc trí, chúng ta mới làm. Cái nhìn bậc trí nữa, chứ lợi mình, lợi người giữa hai tên buôn lậu với nhau thì không thể nói rồi. Mày cũng lợi, tao cũng lợi, cái đó là khác. Còn lợi mình, lợi người theo cái nhìn của bậc trí, ta phải làm. Đó là lời Đức Phật dạy khuyên chúng ta không bao giờ đến để mà tin bất cứ một việc gì, mà đến để nhìn nhận. Văn tu tư, văn là nghe, tư là suy nghĩ, tu là thực hành. Thì cái nội tâm chúng ta được bình an ở cái chỗ là chúng ta phải giữ tâm được quân bình. Mà chúng ta thấy rằng vạn pháp vô thường thì chúng ta đừng nên bi quan vì cái vô thường. Xuân đến, xuân đi rồi xuân lại đến. Niềm vui đến rồi niềm vui lại đi, cho nên đừng quá vui. Nỗi khổ đến rồi nó sẽ phôi phai. Cho nên là câu của một câu danh ngôn của Pháp có một câu rằng cái gì cũng phôi phai, cái gì cũng nhàm chán, cái gì cũng lãng quên. Vì Pháp có câu nói đó, tức là họ cũng nói trên nguyên tắc vạn pháp là vô thường đó thôi. Nhưng mà người Pháp chắc khi họ nói câu đó họ chưa có biết Đức Phật. Họ chỉ sống và họ tự bằng kinh nghiệm cuộc sống. Cái gì cũng phôi phai, cái gì cũng nhàm chán, cái gì cũng lãng quên. Nhưng mình khi đối diện mình cảm thấy không quên nổi, mình không chấp nhận sự thật. Mình nói rằng không, tôi phải là như vậy, phải như thế kia, phải như thế nọ, và muốn phải như ý mình chắc chắn sẽ đau khổ. Vì một trong những nguyên tắc gây con người đau khổ, một nguyên nhân gây con người đau khổ là cầu bất đắc khổ, là muốn mà không được như ý. Cho nên nếu chúng ta muốn, mà muốn phải được như ý, chúng ta nắm chắc sự khổ, mà phải luôn quán nhân duyên. Chúng ta làm việc đó, chúng ta nghĩ nếu đủ duyên, đủ phước, chúng ta sẽ thành công. Bằng hết sức mình rồi đó, nhưng nếu chưa được, chúng ta biết chưa đủ duyên, chưa đủ phước, thì phải làm sao? Phải tu tập thêm. Tu tập các phước lành, làm các việc thiện. Mà một việc thiện nhỏ chúng ta cũng không bỏ, một việc ác nhỏ cũng không làm. Đó là những cái nhân đem lại chúng ta những điều khả ý. Mặc dù bây giờ chúng ta đang đối diện với những cái điều không như ý mình, buồn, khổ, thất vọng. Nhưng cái thời Pháp đầu xuân rất mong các vị không nên để trạng thái thất vọng trong tâm mình. Bởi vì chúng ta biết rằng cái gì rồi nó cũng sẽ qua đi. Nhưng mà vấn đề rằng qua đi nhanh hay chậm là do khả năng của chính mình. Có những người có chuyện nó đến, chẳng hạn mất một số tiền rất lớn, có người quán buồn trong 3 ngày hết. Có người 3 tháng, có người 3 năm, có người bệnh chết luôn. Là vì không đối diện được với, chấp nhận được với sự thật. Còn có những người họ rất bình thản, và họ quán rằng đã đến lúc phải ra đi, tài sản đó không còn, mình không còn đủ duyên để gìn giữ những tài sản đó. Nhân đây cũng kể chuyện cho các vị nghe. Đó là cái câu chuyện mà cuối năm 2011. Cuối năm 2011 đó, tức là những ngày gần Tết, có một cái nhóm những cái người mù đó, họ lên cái chùa Thiên Quang để họ thăm các sư, họ thăm chùa. Và những cái người mù này có một cái đặc điểm là các vị đã tụng kinh chịu nổi. Mà cách đây 3 năm thì họ có nhân duyên được nhận những bộ kinh chịu nổi, kinh Pháp Hoa bằng chữ nổi đầu tiên. Rồi sau đó họ lại tiếp tục là xin thỉnh những bộ kinh chữ nổi bằng những cái loại kinh khác như kinh Địa Tạng, kinh Vu Lan, rồi là Đại Bi, Thập Chú, Sám Hối, v.v. Và bây giờ là họ đã bắt đầu tụng những bộ kinh như là kinh Vô Lượng Thọ, rồi là thậm chí là in những bộ kinh chữ nổi Thủ Lăng Nghiêm. Như vậy chúng ta thấy là người mù học Phật Pháp dữ lắm đó. Thì chính vào những cái ngày cuối năm, một nhóm người mù đó đã đi lên chùa Thiên Quang, và họ nói rằng sẽ đem cho sư cô một sự bất ngờ. Thì mình cũng không, vì nghĩ rằng đó là những người cũng có một cái nhân duyên,
Cho nên là mình cũng không biết họ đem cái bất ngờ là gì. Thì khi họ lên nói thưa sư, hôm nay chúng con lên ngoài thăm sư ra, chúng con xin được tụng kinh. Thì nói các vị có đem kinh chữ nổi theo không? Tại vì cái nhóm nó đều tụng kinh bằng chữ nổi hết, là một cái loại chữ Braille dành cho người mù, mà đọc bằng cái cảm, cái xúc giác của bàn tay mình. Họ mù thì lấy cái ngón tay để giờ lên cái hàng kinh. Họ nói thưa sư, chúng con sẽ tụng cái kinh mà đã thuộc rồi, nên chúng con không mang kinh theo. Và các vị biết rằng họ tụng một trang kinh là nửa tiếng chưa xong, chứ không phải như mình mà nửa tiếng là xong một thời. Mà đây là nửa tiếng chưa xong một trang kinh mà họ nói rằng họ thuộc. Thì mình đúng là bất ngờ thật. Như vậy các vị sẽ tụng kinh gì? Thì các vị nói thưa sư, chúng con xin được tụng kinh Vu Lan. Mình nói cuối năm mà tụng kinh Vu Lan hả? Vu Lan là tụng kinh tháng 7. Thì một cái vị trong cái nhóm người mù đó, thưa sư, đâu phải kinh Vu Lan để dành cho tháng 7 ạ. Kinh Vu Lan là kinh báo hiếu phụ mẫu. Chúng con đã qua một năm bình yên, chúng con muốn tụng kinh Vu Lan để báo hiếu cụ Huyền thất tổ, ông bà, cha mẹ. Đó là những người với Hương Nhũ như vậy. Thật đúng là bất ngờ. Trong khi đó, Hương Nhũ và các sư làm chủ lễ cho chuông mõ cho họ tụng. Thì mình mở bản kinh ra trước mặt để đọc. Còn tất cả những người mù là không có bản kinh nào hết. Đã không có rờ chữ gì hết, họ đọc từ đầu đến cuối, từ kinh Vu Lan rồi qua Bát Nhã vân vân, họ thuộc hết. Còn chính những người mắt sáng thì lại mở kinh ra đọc, tại vì mình đến tháng 7 mới đọc mà, đâu có hỏng chi. À, có thể Lăng Nghiêm thì thuộc, Di Đà thuộc đó, nhưng mà Vu Lan thì cũng thuộc, nhưng cũng theo dõi trong cái bản thì là nó chắc chắn hơn đó. Thì tất cả những người mù là họ không cầm bản hết, và họ nói rằng tại sao phải tháng 7 mới tụng Vu Lan thưa sư? Cuối năm chúng con muốn đền ơn của Huyền Thất Tổ và cha mẹ. Và họ tụng bằng một giọng kinh rất là rõ ràng, rất to. Rồi sau đó họ hát cho các sư nghe. Các vị đài truyền hình AVG chỉ quay phim lúc họ tụng kinh chứ không quay lúc họ hát. Họ hát hay vô cùng, bởi vì họ hát bằng cái tâm. Cho nên lúc đó rất là nhiều người xúc động và khóc. Rồi sau đó họ mời sư cô Hương Nhũ là một thời pháp thoại. Hương Nhũ mới nói là pháp thoại gì? Các vị tụng kinh, các vị hát còn hơn một thời pháp thoại. Lúc đó cũng có những người mắt sáng cùng đi đó. Và trong chùa cũng rất là đông người đều chứng kiến những người mù tụng kinh. Và thật sự cái điều mình muốn nói là gì? Trên nét mặt họ, dù là ánh mắt, là họ phải đeo kính đen đó, là vì hầu hết là họ đã mù lòa hoặc khiếm thị. Nhưng mà trong cái tiếng nói, trong cái giọng cười và trong cái lời hát của họ, thấy họ vô cùng hạnh phúc. Thì chúng ta cứ thử nhắm mắt mà làm cái này kia trong vòng nửa tiếng xem sao. Những khó khăn, và nếu ai đạp vào chân mình có nổi bực lên không? Ví dụ như vậy, họ hết sức bình an và hết sức là hạnh phúc. Bởi vì sao? Chính là những cái lời kinh kệ họ tụng đó, họ cũng đã hiểu được. Nay phải chịu thân phận mù lòa, khiếm thị cũng là do quả báo của chính mình. Cho nên họ tụng kinh tri ân của Huyền Thất Tổ và cha mẹ mà. Chứ đâu phải trách cha mẹ sinh tôi ra mù lòa như thế này. Và thật sự đó là những điều không thể nào quên được. Nếu chúng ta nói chúng ta đau khổ, chúng ta hãy nhìn những người bất hạnh hơn mình đi. Họ tụng một thời kinh lâu lắm, họ rờ mãi mới hết một trang. Và chúng ta đọc rất nhanh. Thì chưa kể là tụng nuốt chữ tùm lum hết, bỏ bớt cho nó xong nhanh. Chùa có một em đó, em trai nó lên tụng kinh, nó sinh viên. Nhưng mà mỗi ngày con phải ghi vào trong tập, con sám hối những điều gì con làm cho sư. Tại vì không thể mỗi ngày đều lên sám hối được, cho nên con viết vào sổ. Cái chuyện đó con biết không tốt là con phải ghi vào đây đó. Thì em nó ghi cho đến cuối tuần thì sư thu lại. Thì sư thấy nó ghi một cái lỗi như sau. Là thưa sư phụ, ngày hôm nay con có một cái lỗi. Là chiều nay là tụng đại bi 21 biến, nhưng mới tụng chỉ có 17 biến, là 17 lần á. Thì cô Nguyên hỏi con là đã đủ chưa? Tức là cái người tụng là không có đếm, mới hỏi nó đếm. Thì nó nói đủ rồi. Là con nói đủ rồi, mà thật sự là vẫn còn thiếu. Con xin sám hối. Mình đọc xong mình gọi nó lên. Có phải là chưa đủ mà con nói đủ không? Nó nói trời ơi, tại sư không biết. Cô đọc ê a, không chịu nổi. Đó. Chúng ta thấy nó nói như vậy cũng có lý. Đọc chú đừng đọc quá chậm. Mà cũng đừng có nuốt chữ, mà cũng đừng đọc quá chậm.
đọc bằng cái năng lực của mình mà đọc. Làm sao mình nghe một cái sức mạnh nội tâm trong khi mình tụng chú đó thì nó mới hay. Còn mình ê a như vậy thì không đúng. Cho nên có thể cô đọc chậm quá mà làm cho thằng nhỏ không còn đủ kiên nhẫn nữa. Nó nói xong rồi, đủ rồi. Nói sao con lại nói dối như vậy? Con biết tụng không đủ mà con nói đủ là con có lỗi không? Nói thưa sư phụ, con sám hối rồi đó. Mà thà là 17 biến con nói đủ mà con thấy hạnh phúc hơn là tụng hết 21 biến. Mà tụng kinh không có an lạc cho nên con nói đủ rồi. Thì xong cô đụng cái khác. Đọc sang cái khác thì nó ê a, con đỡ mệt hơn là đọc chú mà ê a. Đó. Và chú là mật chú, thần chú là người ta không giải nghĩa. Và cái thứ hai là không có ê a. Đó. Mà mình làm sai, mình làm như vậy thì người ta không có thể nào mà có cái hứng khởi để tụng đọc với mình được. Cũng có lý. Nhưng mà nó cũng khai ra là mới có 17 biến nó bảo đủ rồi. Cho nên chúng ta thấy rằng người ta vẫn phải đối phó để mà trong cái tâm người ta không cảm thấy khó chịu, bức rứt và mệt mỏi. Nhưng mình thấy những người mù, họ tụng kinh vào một trạng thái hết sức an lạc. Và hình như không bao giờ họ hối cái gì mà nhanh lên hết. Đó là cái điều mà mình phải học. Tức là các vị đứng nha, chờ dọn cơm thì họ cứ đứng. Và khi nào ngồi mới cho ngồi, tại vì họ đâu dám ngồi, ngồi không có ghế hay sao. Tức là tất cả phải theo sự sắp xếp của mình hết. Rất kiên nhẫn, đứng thì cứ đứng. Mà khi nào ngồi thì ngồi. Mà có người dắt thì ngồi, mà không cứ đứng đó chờ. Thì cũng không có la lên là tôi còn đứng đây, không có la. Cứ yên lặng để chờ đến phiên mình. Mà khi lên cái chánh địa, nó nói là cái chánh địa thật sự chỉ là một cái không gian nhỏ hẹp thôi. Thì nối vai nhau đi lên một cách trật tự. Và cái người mà trưởng cái nhóm người mù đó đã nói rằng là cô Kim Nga đó. Đó, cô nói rằng xin các vị vào thời kinh các vị tắt hết điện thoại giúp cho. Mình nghĩ chính mình cũng chưa bao giờ đề nghị cái điều đó. Tại vì mình nghĩ người ta trong cuộc sống có những cái việc riêng. Mình không dám, mà cô nói nếu ai không tắt điện thoại thì xin ở ngoài khỏi tụng kinh. Cô rất là dũng cảm như vậy. Tất cả những người mù, thời đúng là thế kỷ 21 thật, người mù có điện thoại hết. Lấy ra tắt hết, rồi bắt đầu lên chánh điện. Rồi lạy Phật xong, bắt đầu tụng kinh, rồi ăn cơm, rồi nói chuyện vui vẻ. Và mới hôm qua đây họ lại là mời là bây giờ chúng con mời sư tới đạo tràng của chúng con. Chúng con không lên sư mà chúng con mời sư đến đạo tràng của chúng con. Mà các vị có thể tưởng tượng người mù bất hạnh hơn mình như vậy mà họ lại có những niềm an lạc trong cuộc sống. Họ đến họ cúng dường cho sư 50 cái đĩa VCD do họ tự sang lấy. Trong đó có ít nhất 20 cái đĩa do chính sư giảng. Tức là họ sang nhưng mà khi mà họ đưa thì cũng không biết đĩa gì thì họ mù mà. Họ nói đây là con xin biếu sư để sư nghe xem sao. Thì trong đó có 20 đĩa của mình. Đó. Và rất là hồn nhiên và rất là dễ thương. Và cái người mà trưởng cái nhóm đó lại nói rằng họ đã góp tiền trong cái khi mà thiên tai lũ lụt bên Nhật. Thì toàn bộ nhóm người mù đã góp lại được là 300 đô để ủng hộ cho nạn nhân mù bên Nhật. Sau khi biết đây là tiền của người mù đó, thì chính phủ Nhật đã hỏi là có nên nhận hay không. Và sau đó họ đã quyết định nhận để mà những người mù Việt Nam gieo duyên với những người bất hạnh ở bên Nhật Bản. Như vậy nếu mà nói là báo cáo thành tích, thì những người mù tưởng là bất hạnh hơn mình, mà hóa ra họ lại an lạc và hạnh phúc hơn mình. Bởi vì họ làm cũng những việc thiện trong khả năng của họ, và họ an vui trong cái của họ. Và họ những tiếng hát của họ thì thật là hay. Nó như xúc động mà, lúc đó sắp sửa thuyết pháp mà đâu có nói được, tại vì xúc động quá. Cho nên mới nói rằng thôi, tiếng hát và lời kinh của các vị là thời pháp rồi. Phải nói như vậy. Họ hát rất hay, bởi vì tất cả đều xuất phát bằng một cái tâm chân thành. Và dù là họ mù nhưng rõ ràng trong những lúc đó họ giữ một cái trạng thái tâm hết sức quân bình và an lạc. Vì vậy nếu mà chúng ta nói chúng ta khổ đau, chúng ta hãy nhìn lại những người bất hạnh hơn mình. Thì chúng ta đừng bao giờ chỉ nhìn cái của mình để rồi than thân trách phận. Thì chúng ta vẫn là người ích kỷ mà thôi. Ích kỷ là cái gì cũng không vừa lòng hết. Thật sự hư nhũ hạnh phúc nhất là bởi vì càng về sau này mình thấy mình dễ hài lòng hơn với mọi thứ. Lúc trước chỉ cần đứa học trò nó làm cái gì trái ý là bực ghê lắm. Bây giờ cũng vẫn hài lòng, tập hài lòng. Và khi mình tập được mình thấy hạnh phúc. Còn lúc trước mình cứ nói trời ơi tại sao mình phải gặp như vậy? Tại sao mình phải như vậy? Ví dụ như mình đi giảng ở trên tuốt Đắk Lắk. Mình nói thôi mình không muốn ăn bánh mì đâu, đi xa ăn bánh mì nóng lắm. Rồi một em học trò nó nói con xin đi với sư, con sẽ nấu cơm cho sư đồng ý không?
Đấy, đi, vậy thì vậy thì nấu cơm ha, vậy thì đi với sư. Cái ngồi trên xe đi tới 11 giờ trưa vẫn chưa, đường thì rất là xấu. Cái mình nói đói bụng quá, thôi lấy cơm ra ăn đi. Cái nó cứ cục cựa hoài nó không lấy. Mình nói lấy cơm ra ăn đi, sao vậy? Thưa sư, con đem cơm mà không có đem đồ ăn. Có cơm không thôi. Tức tối vô cùng. Tức lắm, thôi không ăn nữa. Nhưng mà hồi đói quá, chính mình cũng phải ăn. Đói bụng mà giờ đói làm sao lên giả. Chẳng là lên tới chùa thì lại là bày cơm nước ra ăn thì nó mệt lắm, thôi ăn cơm không. Cái về mình mét với sư bà. Sư bà biểu cho nó đi với con, nó nấu cơm, nó đâu có đem đồ ăn đâu, rồi phải ăn cơm không mà đi giảng. Cái sư bà cười. Sư bà nói rồi sao, mày tức lắm hả? Tao chưa thấy ai ngu bằng mày, đã đi giảng rồi còn tức nữa. Nghĩa là làm phước mà còn bực thì làm gì? À, đi làm việc phước đức mà còn bực thì làm gì? Cũng như mình bố thí xong cái mình quay vô mình nó tức quá. Cái thằng đó giả mà mình xách mình cho. À, cái sư bà nói mình nên bỏ cái trạng thái tức bực đó, cho là thôi. Mà cho mà còn tức thì đừng cho. Tại vì đã làm một việc, đáng lẽ việc phước thì phải có cái quả báo lại với mình, cái phước lại với mình là an lạc, mà mình lại không có an lạc. Mình lại bực bội thì như vậy ngu. Đó, sư bà nói vậy là ngu. Cho nên không bao giờ bực. Đã làm rồi thôi. Và thật sự trong kinh Phật lại không chấp nhận các trạng thái con người luôn sống trong trạng thái hối hận mà cứ lặp đi lặp lại hoài. Nhờ tội từ tâm khởi thì đem tâm sám đi. Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu. Mình sám hối không tái phạm là hết. Mà mình cứ luôn luôn sống với cái chuyện hối hận, lặp đi lặp lại cái chuyện quá khứ đó là không đúng. Nghĩa là luôn sống với quá khứ. Mà Đức Phật nói là không có luyến tiếc quá khứ. Không có là hy vọng nghĩ ngợi quá nhiều về tương lai. Đó, hãy biết phát hiện tại tuệ quán chính nơi này. Mà chúng ta thường là hay sống để hồi tưởng về một thời oanh liệt nào đó. Già là hay nghĩ về thời đã qua. Trẻ thì hay nghĩ về ngày mai. Mà mất đi tất cả những gì thuộc về hiện tại. Cho nên chúng ta mất quân bình và mất an lạc. Một cái kinh pháp cú rất quan trọng là không luyến tiếc quá khứ, không vọng tưởng tương lai, hãy biết phát hiện tại, tuệ quán chính nơi này. Nhưng mà chúng ta đọc vậy thôi, chúng ta không thích sống với hiện tại. Và chúng ta luôn luôn sống với những gì trong quá khứ. Người già mà khổ nhiều là vì luyến tiếc quá khứ. Con bây giờ không nghe lời cha, con có biết đâu thời trẻ cha cũng là một đấng anh hùng. Bắt đầu nói lại những thời quá khứ oanh liệt vàng son đó. Nhưng cái trước mắt là giờ cha là tóc bạc, da cha đã nhanh, cha đã run, răng đã rụt, mắt mờ, tay điếc rồi. Thì những điều đó cũng không có thuyết phục đứa con. Chỉ bằng chính những cái rất ít nói, nhưng mà nói lời nào xác đáng lời đó mới có giá trị với đứa con. Chứ mà mình mà nói nhiều là bây giờ nói là mấy ông già bà già lải nhải. Cho nên chúng ta với giới trẻ bây giờ bằng hành động. Chính khi khuyên các con em hãy hạn chế cái lối sống buông thả thì chính mình khắc kỷ trước. Chính mình có những cái vấn đề là sao? Quên ăn bớt ngủ là cái quên ăn là bớt những ăn thịt chúng sanh chẳng hạn. Mình có những cái khắc kỷ riêng cho mình, tự nhiên nó cũng làm gương cho giới trẻ. Còn mình cũng chỉ nhẫn hơn nó một chút và khó lắm. Như là mình phải tu mới có đức để nói các con em của mình. Để có thể là chúng ta có một cái điều căn bản trong cái buổi nói chuyện hôm nay là thiết lập cái sự bình an, an lạc trong nội tâm. Thì Hương Dũng muốn nhắc lại, các vị phải thiết lập được trạng thái quân bình trong tâm. Các vị cũng giảm chế đi những điều ham muốn quá nhiều trong cuộc sống mà chúng ta cứ cho rằng ham muốn chính đáng. Người ta hay tự lừa dối mình bằng cái vấn đề, bằng lời nói rằng ham muốn chính đáng nên phải làm. Và chúng ta cứ bảo rằng ham muốn chính đáng đi, chúng ta đánh mất cuộc sống của chính mình. Tại sao mình không hưởng trọn từng phút giây? Khi chúng ta có những điều bất bình, chúng ta không nên là phản ứng nó bằng những cái năng lượng nóng giận sẵn có. Mà chúng ta cũng thường là người ta hay dùng một cách rằng làm một cái việc khác để tạm thời khắc phục cái trạng thái nóng giận trước mặt. Ví dụ nóng quá đi ra rót một ly nước uống. Để mà thay vì chúng ta phản ứng chẳng hạn. Nhưng mà thật ra trong một cái pháp quán Đức Phật dạy, đó cũng chỉ tạm thôi, chứ không đoạn trừ tận gốc cái hạt giống sân hận của mình. Khi nó đã qua cái trạng thái đó, chúng ta phải nhìn lại vì sao mình nóng giận. Mình phải hóa giải tận gốc. Và cái nguyên nhân đó có tiếp tục làm cho mình nóng giận
trong lần thứ hai xảy ra hay không. Còn nếu chúng ta lấy một việc khác làm để trấn áp lên nó, giống như đá đè lên cỏ, khi nó xảy ra một trường hợp tương tự, chúng ta cũng sẽ va vào những trạng thái bất bình, nóng giận và hao tốn những năng lượng vô ích. Cho nên, để có một cái trạng thái quân bình, một ngày chúng ta nên dành ra một số thời gian để mà nhìn lại cái nội tâm của chính mình. Nếu trong tâm chúng ta sau một ngày, chúng ta nhìn lại mà chúng ta cảm thấy buồn phiền nhiều về một người nào đó, mà đến cái giờ phút sắp đi ngủ rồi chúng ta vẫn chưa quên, thì biết rằng ngày hôm đó chúng ta sống với cảm giác sân là nhiều hơn những cảm giác bình an. Mặc dù nét mặt mình cũng bình thản, mình là một người có khả năng điềm đạm để người ta không nhận thấy được cái nội tâm của mình đi, nhưng mà nếu mình quan sát lại thấy mình vẫn nghĩ đến cái đối tượng với những sự buồn phiền, thì chúng ta biết rằng hôm đó sống với trạng thái sân rất nhiều, tức là giận. Còn chúng ta nghĩ đến một cái gì đó mà không buông xả được là chúng ta sống với một trạng thái tham nhiều. Và nếu chúng ta làm một cái việc gì đó rất sai trái mà bắt đầu vào giấc ngủ vẫn tự binh vực lấy mình, đó là sống trong trạng thái si mê. Mà Đức Phật dạy rằng con người ta không phải đợi chết xả báo thân này thì chúng ta mới quyết định là mình đang đi về đâu. Mà khi sống cứ một ngày mà sân hận quá nhiều thì chúng ta biết là chúng ta ở địa ngục. Mà chúng ta si mê quá nhiều là chúng ta sống là người nhưng mà ở một trạng thái tâm của loại súc sanh. Mà chúng ta tham lam quá nhiều thì chúng ta sống là người nhưng chúng ta ở trong trạng thái tâm của loài ngạ quỷ. Và tất cả những cái nhân đó nó sẽ hình thành để quyết định giờ phút chúng ta ra đi, đi về cảnh giới nào, là do từng ngày chúng ta kết hợp nhiều yếu tố hoặc tham, hoặc sân, hoặc si, hoặc thanh tịnh, bình an. Cho nên chúng ta đừng hẹn đến lúc chết rồi tôi sẽ buông hết. Nếu mỗi một ngày tích lũy hạt giống gì thì cái gì nhiều đến lúc chết nó sẽ đưa ta về cõi giới đó. Mặc dù lúc đó quý thầy cô đến niệm Phật quá trời luôn, phải không? Nhưng mà cái trạng thái tâm mình nó lại hấp dẫn về cái động lực mà hàng ngày chúng ta huân tập. Chúng ta sẽ đi về cảnh giới của ngạ quỷ nếu chúng ta tham vọng quá nhiều trong đời sống. Và chúng ta sân hận, người đụng vô là sân hận, nóng giận, chửi bới và làm tất cả những hành vi làm phiền não cho mọi người, thì đó là tâm trạng của cõi địa ngục. Và si mê là loài súc sanh. Loài súc sanh nó có biết gì đâu, đúng chưa? Nó không biết. Có loài chó là tương đối thông minh đó, còn những con vật nói chung là nó rất vô minh. Nhưng nó vẫn có Phật tánh của nó, để khi nào mà nó mãn cái kiếp làm loài cầm thú mang lưng, mang lông đội sừng rồi, nó cũng đắc phục nhân thân, quy đầu Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Và con người mà u mê quá thì những cái vị thánh ta nhìn ta nói chắc ở loài súc sanh mới lên, nói gì cũng không biết mà tham lam quá nhiều. Đó. Cho nên những loài chó quá khôn mà quá thông minh ta nói rồi đó, xong cái kiếp chó nó lên làm người đó, vì nó mãn cái kiếp của nó rồi đó, nó rất gần gũi và rất giống con người. Mà tại sao chúng ta làm người mà để người ta phải nghĩ rằng không biết mình từ con người con gì lên mà mình lại như vậy? Đôi khi mình không bao giờ dám nhìn thẳng vào sự thật đó. Mình nếu những cái tánh xấu của mình nó đều cấu thành bởi những quá khứ kiếp, nhưng không bao giờ mình chịu nhìn lại chính mình. Chỉ thích xem bói, xem này xem kia, mà người nào nói kiếp trước là tiên trên trời rồi tiên mắc đọa là rất thích. Đó, nhưng không bao giờ biết tại sao mình khổ như vậy. Nếu bây giờ mình khổ đau như vậy là những kiếp trước mình đã làm khổ đau người. Cái gì nó có nhân quả đầy đủ, nhưng mà thích làm tiên mắc đọa hơn là thích là trả quả báo. Nói là con là tiên mắc đọa và thầy đã nói con vậy thì rất thích. Nhưng mà nếu một vị thầy nói thẳng, nói cô vụng đường tu, kiếp trước không khéo tu nên nay cô phải như vậy, thì cảm thấy không thích thầy lắm. Cho nên chúng ta, một trong những, cũng bên cạnh những pháp để làm bình an một đời sống tâm linh an lạc, quân bình, khắc phục những cái trạng thái tham sân si bằng cách nhìn trực tiếp vào cái nội tâm của mình. Cái là mình, cái thiền là thiền quán đó, mà quán chính từ trong những cái trạng thái tâm của mình. Còn thường các vị bây giờ có những người là niệm Phật, ta nhìn một cái hình Phật để ta niệm, để thanh tịnh và không bị phân tán, thì nó giúp chúng ta định tâm và sống trong cái một cái trạng thái là an lạc và không nghĩ các cái pháp tham sân si xấu ác nó không khởi lên. Nhưng có khi nào chúng ta thiền quán bằng cách nhìn thẳng vào mình không? Để thấy những cái gì chúng ta đang chịu đựng, những cái nỗi khổ, đau chúng ta đang chịu đựng, chúng ta có bao giờ nhìn lại rằng mình đó là một cái nhân trong kiếp sống trước không?
Thường là không, bởi chúng ta vô minh nên đâu biết kiếp trước mình là ai. Vì vậy Đức Phật mới nói có rất nhiều con người tự hào rằng thân ta không bệnh trong 1 năm, 2 năm, rồi 50 năm, 100 năm. Nhưng chưa có ai dám tự hào rằng tâm ta không bệnh. Tức rằng ai cũng mắc căn bệnh về tâm hết. Trừ các bậc thánh đã đoạn tận các lậu hoặc mới không có mắc những căn bệnh về tâm. Còn tất cả các chúng sanh trên thế gian này đều mắc các căn bệnh về tâm. Và chúng ta nói bệnh về tâm đó, mental disease là nghĩ đến cái vấn đề bệnh tâm thần ở trong nhà thương điên. Nhưng không, mình tham cũng là một bệnh về tâm. Mình muốn ăn cái đó mà không có, mình không ăn là một cái bệnh tham ăn. Mình sân si, mình không thể nào giải tỏa được là cũng là những trạng thái, những căn bệnh về tâm của mình. Đối với Đức Phật, với cái nhìn của một bậc tuệ giác như vậy đó, cái nhìn tuệ giác của Đức Phật là tất cả chúng ta là bị điên hết. Và các trạng thái điên khác nhau. Điên vì thất tình, điên vì tình, điên vì mất của, điên vì tiếc, vì tham, điên vì là tài sản không cánh mà bay, điên là vì kế hoạch bị thất bại. Tất cả đều điên loạn và có lý do hết. Nhưng với cái nhìn tuệ giác của Đức Phật, tất cả là trạng thái của sự điên. Bởi vì một lúc nào đó, không phải rằng sâu xa gì đâu, mà ngay trong kiếp sống này sẽ một lúc chúng ta buông tất cả mà không đợi một lý do nào. Nếu chúng ta mất tất cả, chúng ta có nghĩ rằng nếu ngày mai mình chết đi rồi thì sao? Chẳng lẽ chết trong một tâm trạng đang tiếc nuối, buồn thương hoặc tham lam, sân hận. Cứ nghĩ rằng cái chết nó đến thì chúng ta buông xả rất nhanh. Thì đó cũng là một yếu tố để giúp chúng ta quân bình trong nội tâm của mình. Chỉ mong làm sao tất cả chúng ta cũng sẽ là một dòng sông rất đẹp, nhưng không bao giờ chạy theo những áng mây, mà luôn dòng sông đó luôn thấy được cái sự trong trẻo, và một ngày nào đó ánh trăng nó sẽ hiện lên trên cái dòng sông đó. Đó là tuệ quán, đó là trí tuệ sẽ đến với chúng ta. Thật sự là tuệ quán và trí tuệ sẽ không đến được với chúng ta nếu trong tâm đã mang quá nhiều sự ham muốn, tham dục, và chúng ta không giữ được các giới pháp. Chúng ta không làm được những việc phước thiện, chúng ta không phải là người tốt, chúng ta có quá nhiều điều tội lỗi, chúng ta không bao giờ tiếp cận được với tuệ giác của Đức Phật, cũng như không bao giờ chúng ta có thể đối diện được với tâm bình an của chính mình. Trái lại, cuộc sống luôn là một vòng thắt xoay cuốn trong những trạng thái khổ đau, từ ngày này sang ngày khác, từ kiếp sống này sang kiếp sống khác. Nguyện đem công đức này tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.